và đó cũng là niềm hy vọng của bà Phát Ta khi còn sống. Và kính thưa cộng đoàn, giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức tắm biệt. Chúng ta hãy thành thật cầu nguyện cho linh hồn người chị em kính yêu của chúng ta và là bà Mang Tha vừa mới qua đời. Xin Chúa ban thương cho linh hồn Mang Tha sau khi kết thúc cuộc đời tình thế này được về quê trời vui hưởng cuộc sống đời đời. Chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng đó là sự cửa ngõ để tiến vào sự sống đời đời. Với những người tin vào Đức Giêsu Kitô thì sự sống của con người chỉ biến đổi chứ không mất đi. Linh hồn bà Martha đã được được phép rửa tội và bà đã được sự sống đời sống quý ta ngay khi còn sống ở trần gian này với 57 cuộc đời. Còn bà đã khởi sự đời sống bình an ngay khi còn sống ở trần gian này qua rửa tội và bà đã lãnh biệt. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho linh hồn bà Martha, hy vọng linh hồn bà Martha được hưởng vinh quang trên trời Đức Giêsu Kitô. Vậy giờ đây chúng ta cùng biến thái cho nơi Chúa để tin của chúng ta khi đối diện với sự sống này. Chỉ thấy tôi ta bóng mất đi lương con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm tay rồi lại thấy tương lai. Chờ kiếp nơi này không có nước mắt nụ cười, nhưng có tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sắp không mất nhưng chỉ đôi tay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đôi tay. Tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đọc như bài hát mà chúng ta được hát với nhau. Đời là ngã thù, xin quý đừng quên. Nhưng qua bài hát mà chúng ta vừa cất lên với nhau, giữa quý tài là niềm hy vọng của một người Kitô hữu, một khi tin vào Đức Giêsu Kitô đã chết và phải sống lại thì chúng ta cũng sẽ được sống lại. Giờ đây chúng ta nói lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha, xin thánh hóa người chị em chúng con đây là bà Martha, kẻ trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người chị em tín hữu của chúng con đây được sống lại như Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đoàn đức tin giờ đây chúng ta hãy lắng nghe tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và sống trong niềm hy vọng sự sống lại mai này.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đến một thành kia gọi là Na-in, các môn đệ và đám đông dân chúng đi với người. Khi Chúa Giêsu đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi cho người con trai duy nhất của một bà quả kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa đồng lòng thương và bảo bà rằng: đừng khóc nữa. Đoàn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bây giờ Chúa Giêsu phán: hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hạnh chuỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, rồi Chúa Giêsu trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và người khen Thiên Chúa rằng một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã đến thăm dân người. Và việc này đã toan truyền danh hiệu Chúa Giêsu trong toàn gọi Chúa ta và khắp vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chỉ quan tài này và nơi đó là bản thân đã chuyên vị và chờ đợi ngày sống lại sống ngày chúc mừng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con biết rằng khi thân xác yếu hèn của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này vì sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà bình thường ở trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Chúa là Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cục là chiếc áo, là nhà tạm, cho thân xác hiểu hèn hay hư đã của người chị em tín hữu của chúng con đây cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Chúa. Xin cho nhà tạm này được Chúa thánh hóa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người chị em tín hữu của chúng con đây là bà Martha, vốn là đền thờ của ngôi Ba Chúa Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô của chúng con. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha, Cha đã gọi người chị em tín hữu của chúng con đây là bà Martha ra khỏi thế gian này mà trở về với Cha. Xin cho người con Cha đây ngay từ giờ phút này được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha, chung hưởng vinh phúc với các người Cha chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Một điều vâng đến kia.
màu quay về cùng Chúa. Đi ra luôn, ra luôn lại. Rồi miền sâu xa, Chúa sẽ đưa anh hạ anh. Rồi, có đấy. Xin Ngài bao con thân
tìm thấy được nguồn cội. Chúa là gia nghiệp đời con, tâm tư đường thắm hoạn lạc và lòng con mơ hồi mừng hát. Ngày lắm trong đời con bận tán gì, Ngài ở bên con mãi vững tâm. Chúa là gia nghiệp đời con, xin Ngài bảo toàn thân con. Vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và chỉ nơi Chúa con tìm thấy được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con, Chúa sẽ dạy con đường dẫn đưa tới nguồn sự sống. Ở trước gian Ngài con nằm ngờ, Ngài ở bên con hoang lạc đầy dư. Chúa là gia nghiệp đời con, xin Ngài bảo con thân con. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta hãy dựng lên di ảnh của bà Martha, thấy được tâm hồn bà Martha hoan lạc. Và điều đó chắc chắn là một niềm hy vọng của mọi người chúng ta, bởi vì bà đã chọn Chúa làm gia nghiệp, và chắc chắn trên con đường về quê trời chắc chắn bà phải phải sung sướng và cùng với chúng ta cất lên bài ca chúc mừng Chúa muôn đời. Làm phép ban và cử hành nghi thức phục tang, lạy Chúa Trời xin tới giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù trợ, vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa từ muôn đời và chính hiện nay luôn mãi đến thiên thu vàng đại. Bài chúng ta tiên tri Isaiah: ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đại các dân tộc trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn ta bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mọi người và cất gọi mặt đất sự tụt hộ của nhân người. Vì người đã phán như vậy, vậy ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Anh chị em thân mến, trước khi cử hành nghi thức phục tang, đứng trước những chiếc khăn tang này, chúng ta cùng nhau suy nghĩ đôi điều. Vâng, thưa cộng đoàn, chiếc khăn tang là tượng trưng của nỗi buồn mất mát của người thân. Nhưng đối với người tín hữu Chúa Kitô là Kitô hữu, thì người đã tin nơi Thiên Chúa, nơi thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa ngày cảnh chung
người sẽ cất kiếp khăn tang buồn buồn đau và chết trong vùi dưới lớp bại liệt, chết đi cho khỏi ích kỷ và những đam mê sự ác thịt để được sống lại vinh hiển với Chúa Kitô Giêsu. Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc nhở cho mọi người chúng ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền mà trong ngày chúng ta chịu phép rửa tội đã đón nhận, và mọi người Kitô hữu chúng ta có một phần phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô cụ thể. Vâng, Chúa Kitô đã phải chết và người đã được phụ một lớp khăn liệm trên mình, nhưng người có chết là chết tình yêu thương, và trong tình yêu ấy người cứu độ mọi người. Người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong sự hy sinh, tin tưởng vào Chúa và để từ bỏ và là chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã nên giống như Kitô. Như vậy sẽ được được niềm vui, được giải thoát khỏi sự trầm luân và sự chết muôn đời. Giờ đây trong tình hình đó, chúng ta xin Chúa làm phép cho những tăng của chúng ta đây. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha là Đấng tạo hóa, Cha đã tạo dựng muôn vật tối, muôn vật tốt đẹp và đã thánh hóa chúng. Xin Chúa ban phúc lành cho những tác phục này, để những người âm trong tam quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, biết biến đau thương cuộn bách thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết hiện lên được tôn nhan uy linh Cha, để Cha thương xót quân đồ ôn hồng ơn sửa cho tam quyến chúng con. Xin cho những người thân trong huyết buồn mang tang phục này biết hiệp thông với người quá khổ để đền ơn đáp nghĩa họ về những ơn lành mà họ đã làm cho mỗi người, để yêu thương gắn bó đùm bọc để tha thứ cho nhau giữa những người còn sống như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa là Cha, lạy Cha, ta phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con, cũng là màu tang trẻ đau thương ly biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của mẹ ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Chúa Kitô tự đàn và phục sinh, thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền trong màu trắng thanh sạch vị cử. Người nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà chúng con đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành chi thể trong niềm tệ của Kitô, luôn tin cậy Cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho tang quyến khi mặc màu tang phục trắng này luôn luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận biết Cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch tinh tuyền và luôn sẵn sàng cách thức nhờ Chúa để chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhầm lần. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu, nhưng Cha khoan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ. Vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi,
trong Chúa nhầm lời. Con luôn trông cậy Chúa ơi, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa ơi, vững tâm tin lời đoàn nguyện. Từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đợi trong Chúa nhầm lời. Sâu u tối con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đợi trong Chúa nhầm lời. Hơn quân canh đời ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đời ánh dương, ít riêng mong đợi Chúa trời. Vực sâu u tối con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đợi trong Chúa. Mẹ ơi, con rơi bước theo mẹ, lòng con khuyên rơi hướng mẹ. Xin con hãy kiêm xin ơn mẹ ơi. Đường đi khâu đầy bóng tối, bầy trong dâm tràng muông lối. Xin Ngài dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, Ngài dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Ngài dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Vâng, à, mắt ta quỳ mến, đó là bài hát mà chắc hẳn trong đời Kitô hữu bà cũng luôn vang vọng lên với mẹ, và chắc chắn giờ đây bà còn lắng nghe tiếng chim vâng của người thân yêu trong gia đình. Chính vì thế khi ở bên Chúa, bên cạnh Chúa, khi bà nhớ đến và cầu bầu cùng Chúa cho bà con trong gia đình và cho bà con trong nhà xứ để luôn luôn dọn theo con đường của mẹ và đi với mẹ kim vương và được tâm hồn bình an dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng con trong cày ra thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chờ che chở bỏ lời chúng con dẹp trong cơn gian nan tiêu tôn đất nữ trong kinh niệm vinh sáng và chừa chúng con cho khỏi mọi sự nghiệp. Amen. Lạy ra thánh trai tìm đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình ra thánh đức bà Maria, cầu cho chúng con. Thánh Giuse là bạn thánh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy đức mẹ La Va, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn mắt ta đặng lên chỗ nghỉ ngơi, ta xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nghi thức tấm liềm vàng và tang xá xong, chúc anh chị em và mọi người được sự bình an. Amen. Dạ, ơn Chúa. Cảm ơn cha và bà con đồng ngồi tổng diện và bạn bè thân lục là đến tập tiền cho về bà con. Cha nhớ
và bà con cũng cầu nguyện cho mình không được không biết nói gì hết. Xin Chúa thật ra xin chắc và bà con đồng sống cầu nguyện luôn mọi cho lưu đồng hát ta được hoàn thiện hình tiếng tấm mang nghị thành phố bởi vì khi nhắm mắt lìa đời, khi chúng ta nhắm mắt là lúc đó chúng ta sẽ ra được tội ngay liền và sẽ chết. Vì thế mà Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức và đợi chờ thì giờ đó, không biết ngày nào giờ nào. Hôm nay chúng tôi quan tài và thi hạt của người chị em mắt ta ra đây, chúng ta hãy nhật lý cầu nguyện và áp ảnh bà đã có một thái độ kiến thức sẵn sàng sau những năm tháng đau hiểu và đồng thời cũng đã đạt nhận được bí tích cuối cùng mà người Kitô hữu chúng ta thấy rất cần thiết, đó là bí tích trước dầu. Bà đã ước linh bảo cảnh Chúa như là vụ ăn đi đà trên đường về quê trời. Giờ đây chúng ta cùng triệt tông với nhau, đặc biệt với gia đình Tam Thuế, để khi Chúa thương ta thử mọi lực cầu hủy cho bà mất ta và để bà được máu của nhan thật Chúa. Nhưng trực tiếp từ đây mong dừng đây, chúng ta hãy ra soát lại những tâm tình bất chính, những sự lỗi tội của chúng ta đối với Chúa, đối với nhau, đối với lời quả cố, để chúng ta xứng đáng từ đây mong dừng thánh và xin ơn Chúa qua những cuộc sám hối tội lỗi này. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh
anh chị em. Con cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa. Chúa là cho tôi tớ, Chúa là bà Martha biết cùng sự Chúa trong gian khổ và bệnh tật. Chúng con lại xin Chúa cho kẻ nạn thương, là theo gương nhẫn nại của con Chúa cũng được lãnh phần thưởng vinh quang của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển thị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích thơ thứ hai của bài Phaolô công đồ về của người Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng được căn nhà chúng ta cư ngụ ở trần gian này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải do tay người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta hằng bảo giảng vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là chúng ta lưu lạc xa Chúa. Vì nhờ đức tin chứ không phải vì đã thấy mà chúng ta tìm được, chúng ta còn bảo giảng và áo ước lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Vì thế, dù ở trong sáng hay là quả sáng, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lại tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày cái quả ám Đức Kitô để mọi người lãnh lấy thành quả đời sống mình. Tuy mình đã làm lành hay đã làm dữ, đó là lời Chúa. Hãy không xử với ta như ta đang tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính, nhờ người cha Chúa xa thương nhân kẻ kính sợ Người. Vì Người biết chúng ta được dẫn đến mạng gì, Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi, sống con người chẳng qua như một cơn gió thoảng dù làm nó biến đi, nơi nó mong cũng không còn mang biến tính. Nhưng lòng từ bi Chúa vốn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người ban ơn cứu độ cho người công chính. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ không chết đời đời. Theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Được trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô cười dài và 5 cô khôn ngoan. Cả cô cười dài mang đèn mà cũng đem dầu theo, còn cả cô khôn ngoan mang đèn mà cùng với bình dầu. Vì chàng rể đến chồng nên cả cô đều tiếp đi và ngủ cả.
Nửa đêm gọi tiếng vô tao, kìa chàng rể đến lại ra đón người. Bây giờ tất cả tín nữ đều trỗi dậy và sợ soạn đèn của mình. Các cô cười dài nói với các cô khôn ngoan rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn chúng em tắt rồi. Các cô khôn ngoan đáp lại: sợ hôn đủ cho chúng em. Và các chị ra, hãy ra hàng mà mua thì hơn. Sang khi họ đi mua thì chàng rể đến, các cô đã chuẩn bị sẵn sàng đứng theo chàng rể vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các tín nữ kia cũng đến và nói: thưa ngài, xin mở cửa cho tôi, cho chúng tôi với. Nhưng chàng rể đáp lại rằng: quả thật tôi nói thật cho các cô hay, tôi không biết các cô. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa. Thế rồi chàng đón chàng rể đến và được đưa vào cung điện. Còn các cô kia mượn các cô khôn ngoan không tỏ, nhưng mà đồng thời ra chợ mua rồi về trễ thì phòng tiệc lạnh lõng. Và các cô đến và xin chàng rể đó đến xin cho mở cửa cho tôi, thì chàng rể là tôi mua để các cô là ai. Họ cái tương bãi thì em giống nhau là như thế, nhưng mà khôn ngoan vì dạy cơ của tôi. Thì đối với người Kitô hữu chúng ta cũng thế, tất cả chúng ta đều giống nhau hết. Một chính trai, một kiểu vợ, kiểu chồng cũng lo cho con cái này rồi, có gia đình này nào, nhưng tất cả cũng có cái bộ phận đó. Cho nên chúng ta là người Kitô hữu cũng giống như bao nhiêu người ta cũng đi lễ đi được kinh. Nhưng mà rơi vào cái tình trạng mà nếu cơ dài thì chúng ta không lo lắng cho đời sống linh hồn, không lo việc về để tương lai, phải lo về việc nam bên tận tục mà thôi. Chỉ theo đạo là theo đạo vậy thôi. Tình người đi tớ cũng đi, và chẳng đôi khi không đào sâu cái đức tin của mình qua kinh nguyện, qua suy niệm đời Chúa, qua những cái giờ giấc bên Chúa. Và đôi khi đi lễ đi lạc cũng đi, người ta đi thì mình cũng đi mà thôi, mà cảm thấy là rất là cột ngạt trong cái đời sống đạo đức, không tài bồi, không lưu tích trữ những cuộc cảm thiêng liêng. Phải như là đọc kinh cầu nguyện sốt sáng niệm lời Chúa, và như là làm việc bác ái phục vụ tha nhân. Tích trữ những cô khôn ngoan, ta vì là những người Kitô hữu khôn ngoan không biết lập đó, để là chúng ta làm cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, và để khi Chúa chàng rể đó nó đến là cái chuyện nó đến bất ngờ, chúng ta không sợ bất cứ khi nào. Thưa ông bà em chị em, cho nên được gì quá thôi, tin mừng này cho chúng ta đừng rơi vào tình trạng của các cái cô dâu khờ dại cũng đi đòn chàng rể đó, nhưng mà không lo tích trữ, họ mang đèn đó nhưng mà không mang dầu, bởi vì chàng rể đến cái chỉ định bất ngờ đó. Cho nên cô khôn ngoan để khỏi dầu và khỏi sinh hợp đã về đến đàn trẻ vẫn sẵn như thường, để khỏi dự trương đàng hoàng. Còn người Kitô hữu chúng ta thì tất cả đều giống nhau hết, nhưng mà có người thì sột sáng, có người thì lơ là hơi, có người dựng đạo phá danh là Kitô hữu nhưng không là chính danh Kitô hữu hết. Và đối với chúng ta để có nhiều lúc chúng ta đã bám tuyệt đầy đó, ta đến với tính cách nào, với đạo tràng nào, đôi khi chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng như những cái cô cờ dài đó, thì vô kịch bị phản thay, ta chia sẻ nỗi buồn đau thương của gia đình tan thuế, để cầu nguyện cho người hương hồn, cho người quả cổ qua kinh nguyện, qua cuộc sẵn cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta chỉ biết giống như những cô cờ dài và cô thì hy vọng rằng chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đó. Amen. Con xin dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời mới ban miên trường nhớ. Con xin dâng ngàn hy sinh cầu Chúa xóa tội tình. Nguyện Chúa che chắn tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dâng tới quê trời.
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Đức Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ của tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn lễ hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con Chúa đã trao ban chính mình làm cảnh trường sinh cho chúng con và đồ mẫu ra làm chén rượu đồ cho chúng con. Xin thương cho tôi tớ Chúa là bà Martha để của lễ chúng con dâng lên trở nên nguồn ơn cứu rỗi cho tôi tớ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thân thân Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Con này Thiên Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con. Khi chịu khổ hình phạt, trước khi chịu khổ hình người công lấy bánh tạ ơn Chúa, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cộng lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và bình thường sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu phần được tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi con phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Xin nhớ đến linh hồn bà Martha mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, cả Thánh Tông Đồ, cả Thánh Tử Đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Amen. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình bảo trợ Giêsu Kitô gìn giữ chúng con cho chúng con được sống muôn đời. Lạy Chúa, rửa tay sạch qua tim con để con nên trong sạch. Xin Chúa mở rộng tâm hồn con để con đừng từ chối Chúa điều gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm.
xin Chúa mau đến với con. Thầy mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin Đức con cho vinh xứng đáng đón được Chúa Giêsu. Amen. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc có người nằm yên giấc ngủ, mong nhắm lại ruột là thấy tương lai. Cho kia người này không còn nước mắt nụ cười. Cuộc sống này kia hoa nở ba hoa lúa khoai. Nắng lên rồi thì để mai chết tình còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa tròn mà đêm đã lên. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay đã qua bao. Tôi được lãnh nhận bảo chứng sự sống đời đời chúng con. Tiêm tổ đài xin Chúa cho linh hồn tôi tựa Chúa là bà mắt ta. Khi đã thoát khỏi xiêm xích sự chết, được hợp đoàn cùng hưởng quân phúc với những người đã được cứu chuộc, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Từ sau tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ bên sau tôi. Con kính cha quan sự, kính thưa hội đồng giáo sự, ban chân sự hiệu đạo, ca đoàn, các hội đoàn trong giáo sự, bà con giáo dân, bà con nội ngoại và anh em bạn hữu gần xa, tăng gia chúng con xin chân thành cảm ơn cha quản sự, quý cộng đoàn và tất cả quý vị đã đến tham dự thánh lễ tại gia và cầu nguyện cho linh hồn Martha, người thân yêu của chúng con vừa mới qua đời. Nguyện xin Thiên Chúa ba ngôi cả công bồ hộ cho cha quản sự, quý hội đồng giáo sứ và toàn thể bà con. Chúng con xin cha và quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Martha sớm được giang thánh Chúa. Trong lúc tăng gia bội rối có gì sơ suất, xin mọi người lượng thứ. Ta khuyên chúng con đồng bái tạ. Lúc hồi ngộ tay bắt mặt mừng,
giờ việt ly mong ước cầu chúc hoàn sự như ý, mọi sự tốt lành được chữa che Phật đồ. Và kính thưa cộng đoàn đức tin, chúng ta biết rằng chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến trần gian, thì khi qua khỏi cõi trần ta lại trở về với Thiên Chúa, xin kỷ tự quy là vậy đó. Nghi thức nhập mạch đồng qua nhắc nhở cho một người chúng ta nhớ rằng bà Mata sắp rời căn nhà trần gian này để về nhà đời đời, sẽ đìa bỏ thân nhân bạn bè để về với Thiên Chúa tình thương. Trong giờ phút bàng hoàng này, phút giây mà khuôn mặt thân yêu của bà Mata vì người không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, giờ đây chúng ta hãy nhìn lên Chúa và xin cho linh hồn Mata được thấy mặt Chúa trong cõi sống nghìn thu, và xin cho chúng ta được gặp lại bà trong nhà cha muôn đời mai ngày. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hãy đến với ta hết tại những kẻ lao nhọc và gánh nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy đất của ta vào mình và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn, vì đất ta thì êm ái và gánh ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô đứng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của chúng ta, và giờ đây ta thiết cầu xin. Sau mỗi lời của vị trụ sở, cộng đoàn đã lạy Chúa xin ở lại cùng chúng con. Lạy Chúa xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình rất bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cảnh chia ly tan tóc này, chúng con nài xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng, đau thương và bồi hồi này. Lạy Chúa xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh bà mắt ta và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa xin ở lại cùng chúng con. Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, đàn dâng tung hô tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ trên miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, đàn dâng trong một giấc mơ.
cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật tin phố. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dâng đưa về như dòng nước xuôi miền Nam. Khi Chúa thương gọi tôi về, tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật tin phố. Gieo trong đau thương sẽ gắn giữa vui mừng, đi khóc lóng u sầu muôn lời ca. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật tin. Về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Nhưng mà về lại còn địa điểm, còn biết điểm
và như bà cha để cha để đạo nghe con đi về nhà Chúa. Hôm nay bà mắt ta đi về nhà Chúa, về nhà trên trời, và bà Chúa cộng đoàn dân cũng đề thần cuối trong đời mình. Vậy hôm nay để từ đây vẫn muốn bà trên bệnh nghiệp để bà thay đổi, và từ đây để nhà thờ được nghiêm trọng và được nhắc nhở cho người ta người em luôn luôn cùng sống tại người ta để con được quê trở. Giờ đây chúng ta phải mặc lấy tâm tình của bà mắt ta để biết được hành động mình đã được. Lạy Chúa, con như người đời nghiệp đang mạng nghiệp đời mình, bỗng nhiên vì tay Chúa cắt đứt ngay hàm chỉ. Vâng, ở đây chúng ta với bà tất cả cũng như là cũng có thăng mạng để giúp anh một nhìn cánh của chúng ta được chuyển đáng của mình lời. Thank you.
con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cùng ở đó với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con. Vì cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy cha không kính, thế gian đã không biết cha, nhưng con biết cha. Và những người này cũng biết rằng cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết chân cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa để tình cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Cho nên đức tin đối với người Kitô hữu chết là bước vào cuộc sống mới, chết là cái cửa mở là đi vào một cuộc sống mới. Chúa Kitô chúng ta thấy ngài là Chúa Kitô chết với thập giá để cứu độ nhân loại. Trước lại chết của ngài ai cũng nghĩ thế là hết. Thế nhưng sau chỉ ba ngày an nghỉ trong nấm mộ, ngài đã sống lại vinh quang. Hồi sau đó lên ngự bên thượng Thiên Chúa Cha với tư thế là ngôi hai Thiên Chúa toàn năng. Ngài trở về lại với Bạc Thiên Thiên Chúa. Và với tư thế ấy, ngài đã đối với chúng ta là những kẻ bước theo lại khi ngài chưa với Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, con ở đâu thì những người mà cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Nghĩa là ngài sống trong vinh quang thì chúng ta cũng sẽ được sống vinh quang với ngài, nếu chúng ta tin chắc vào Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng ta, là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Ngoài Đức Kitô ra không phải là đi tiên phong trong sự phục sinh vinh quang, thì để được chúng ta cũng sẽ như ngài mà thôi. Do đó, cuộc đời trần thế là một sự chuẩn bị cho cuộc sống vinh quang đó. Chuẩn bị cho cuộc sống vinh quang này như thế nào đây? Kính thưa cộng đoàn đức tin, Chúa chúng ta đã nói đó là phải chịu khổ hình rồi mới vào trong vinh quang hay vào nước trời. Phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức mới chiếm được. Như vậy muốn sống vinh quang thì sẽ được cao ban cho bất cứ ai. Sự vinh quang đó sẽ được cao ban cho bất cứ ai. Ngoài thì những ai có cuộc sống trần thế biết cố gắng phấn đấu gian khổ để vươn thẳng cái tính hư để xấu, đồng thời với công thi hành những điều thiền ích đúng tinh thần công bình bác ái mới được ân thưởng vinh quang mà thôi. Họ là đại diện tổ phần như người cũ hồi ăn mặc lùa là lững lạ, ngày ngày hiển thiện liên bình mà không một chút xót thương. Trong cái đó một người ăn mày ở ngoài nằm ngoài cổng không ai cả để ý gì đến hết. Và kính thưa cộng đoàn, người quá cố hôm nay là bà Martha quả là một tấm gương cực kỳ. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay được vinh dự của bà Martha theo phải vì của loài người, chúng ta tin rằng bà Martha sẽ được của ai được vinh quang vì trong cuộc đời trần thế năm 77 năm ai cũng thấy bà cũng một mực trong cái việc thờ phượng Chúa, phục vụ giáo chữ và ải với mọi người trong giáo chữ khoan một sinh hoạt trung vô thân thể và thật ra hy sinh. Rồi trong những giờ kích lệ luôn luôn sột sẵn nguyện chi. Vâng, thời gian của đời là chúng ta thấy bà Martha tuy chịu bệnh trầm trọng bề ngoài như chẳng làm được gì cho ai, nhưng nguyên thái độ bình tĩnh chấp nhận
bệnh tật đau đớn cũng là tấm gương sáng chói về đức Phó Thả. Còn Thiên Trung đó chính là bảo chứng nổi lên một niềm tin vui là chắc chắn chuỗi nhân từ sẽ ban thưởng vinh quang, sẽ ghi thêm màn vào cái tục hành sống đời đời. Tuy nhiên chỉ có phải chị em là con người dù một giòn hiểu lưỡi, dù có cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu nửa tiếng nửa cùng vật lật lộn những quyết tiền nhỏ nhau tỏ vẻ nhỏ bé. Trong hành lệ này chúng ta hãy nguyện xin Thiên Chúa tha thứ tất cả những điều tốt đó cho bà mắt ta, để bà được vui sướng nghe lời ngọt ngào của những tâm pháp nào những kẻ cha ta chúc phúc hãy đến mà lại phần phúc mà cha ta đã hành sống phạm để mua đời từ chúa tạo trên mặt biển. Amen. Yeah.
nơi người niềm hy vọng sẵn hài vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chẳng phải chết cũng được tha tội, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lại Chúa, đối với các tín đồ Chúa, sự sống hay đột chữ không mất đi, và khi nơi nương não ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và bậc lành thiên thần, các bề thần và quán thần, cùng toàn thể tạo huynh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là cha toàn năng trong
con muốn ở đó, xin loại ở lại cùng chúng con. Chúng ta lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con lạy Thiên Chúa cho tôi tớ Chúa là bà mắt ta hôm nay đã lìa khỏi thế, khi đã được thanh tẩy nhờ hy lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoan lạc phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, khi thi hành nhiệm vụ cho cơn thi hành này các trường hợp theo tập tục cả Kitô hữu, chúng ta hãy tin tưởng vật cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài. Cho thi hài người chị em tình dục của chúng ta đây là bà Martha cần được chôn cất vì xã tiền thiếu hèn, sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phong hàm chư thánh. Và xin cho linh hồn người chị em của chúng ta đây được Chúa cho về họp đoàn của xã thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa cho thương khi xét xử để khi được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vì một tự nhân lành phá trên vai người chị em của chúng ta đây đã được niềm vui muôn đời và trung phần hạnh phúc của cả thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Khiến chúng con nhận lấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha,
và dẫu chỉ cả thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, cho đến khi tất cả chúng con được toàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Sinh quỷ là tử quỷ, vậy đó chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đem Cha ra sáng, nhờ Cha thì đến, thì Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Làm theo ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đạt nhiên kể tôi tới Chúa đây với cộng hòa tín hữu đặt về với giáo sứ chúng con, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ đây được nhập toàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xương hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ.
con, cho con gánh mẹ đậu nón, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, giờ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặng lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển ra rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giờ trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau ngươi gánh chính là con. Trên từng lối mòn
chàng trẻ xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm từng thương. À ha giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió yêu yêu mẹ tôi đâu rồi, mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn thiu, mẹ hiền yêu mẹ cha mãi không xóa nhòa, tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Mãi tranh im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn thiu, mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xa nhòa càng năm đêm đêm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ơn mẹ cha, mãi không xa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xa nhòa. Chúng ta cùng hiệp ý trong nghi thức làm phép mồ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ 3 ngày hầu thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu Chúa. Để đang khi còn mang nặng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa và được nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vườn sau thương đau, con đời trong Chúa nhầm lời. Nhiều Chúa nhầm tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu, nhưng cha khoan hồng thứ khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vườn sau u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vườn sau thương đau, con đời trong Chúa nhầm lời. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tớ Chúa ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại xác tôi tớ Chúa cho lòng đất, để tôi tớ Chúa trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin trao gửi tôi tớ Chúa cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác tôi tớ Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã không thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoài thương cho tôi tớ Chúa được sống muôn đời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải, xin đoài thương cho tôi tớ Chúa vào nước trời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã cho tôi tớ Chúa được ghi ân tình trong nước thần tây, xin đoài thương cho tôi tớ Chúa được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa trong tiệc thánh minh máu Chúa, xin đoài thương đón nhận tôi tớ Chúa vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Xin Chúa đoài thương cho chúng con đang thương nhớ tôi tớ này được an ủi trong đức tin và phần khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa được cạn dỗ, nhưng của chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là Marta đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa khi còn sống. Tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thần ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu.
thì trên trời xin Chúa nhân lành cùng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Martha được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiều soi trên linh hồn Martha. Con vì dầu thành giả xin chừa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân dân cha và con và thần thần. Amen. Cổng kính cha quản sứ, kính thưa hội đồng giáo sứ, ban trung sự hiệu đạo, ca đoàn, bà con giáo dân, bà con nội ngoại và anh em bạn hữu tham gia, chúng con vô cùng biết ơn quý vị đã không ngại đường xa xa xôi và bỏ công sức để đưa tiền vợ mẹ bà chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nguyện xin Thiên Chúa cả công bồi hầu cho cha quản sứ, quý hội đồng giáo xứ, ban trung sự hiệu đạo và toàn thể bà con, trong lúc tăng gia bối rối có gì sơ suất xin mọi người lượng thứ. Tăng gia chúng con đồng bãi tà. Từ hạt bụi, một hạt bụi có nghĩa gì đâu, vậy mà đã được Chúa tác thành nên con người giống hình ảnh Chúa. Xin cho con luôn nhớ mình là tro bụi, một mai sẽ trở về với cát bụi. Con luôn luôn ghi nhớ trong hồn, luôn ghi nhớ trong hồn, mình chỉ là bụi cho mà thôi Chúa. Trở về nguồn gốc bụi cho. Mang thân phận này một đời là chiếc lá vàng bay ngài ơi, như sương mai long lanh lên đường, mong manh như tia nắng ban chiều, đời tìm chung kiếp sống phận phù du. Con luôn luôn